Chính chủ cần gửi bán nhà xây mới 3 tầng tại tổ 5 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà được thiết kế 3 tầng rất là hiện đại, có diện tích là 36m², có hướng chính là hướng Đông Bắc, nằm tại tổ 5 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà đã có sổ đỏ chính chủ và có vị trí giao thông đi lại vô cùng thuận tiện, cách bến xe Yên Nghĩa chỉ 500m. Đấy, nhà chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện đây, mọi người có thể thấy đây là toàn bộ cái hệ thống chát bên ngoài và chát bên trong ngôi nhà đã hoàn thiện hết rồi. Có mặt đường ở trước nhà là rộng và 2m, xe máy có thể tránh nhau thoải mái. Đấy. Diện tích 36m, thiết kế 3 tầng. Ở tầng 1 của chúng ta sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách và một phòng bếp. Có một nhà vệ sinh phụ nữa. Đây mọi người có thể nhìn kỹ cái chi tiết của tầng 1 đây. Đấy, toàn bộ hệ thống mặt tiền là chúng tôi đã ốp bằng gạch granite hết, rất là sạch. Đây là trong cái khu vực phòng khách đây. Ở phía bên trong đây là khu vực phòng bếp và khu vực nhà vệ sinh. Đó, không khí rất là thoáng, luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí. Sau này cái hệ thống cầu thang của chúng tôi là sẽ được ốp bằng đá granite và có tay vịn là làm bằng tay vịn bằng gỗ lim Nam Phi. Đấy, chúng tôi sẽ bàn giao cho nhà cho khách hàng khi mà hoàn thiện xong hết toàn bộ. Ở tầng 2 của chúng ta sẽ được thiết kế là bao gồm 2 phòng. Đấy, một phòng ngủ ở phía bên trong và đây là một phòng ngủ ở phía bên ngoài. Có ban công mở ra bên ngoài. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Có toàn bộ hệ thống gạch ốp nát là chúng tôi là sử dụng gạch ốp nát là 30-60. Chúng tôi sẽ lắp đặt hoàn chỉnh toàn bộ cái hệ thống bồn cầu, lavabo, sen tắm, gương tắm và phụ kiện cho mọi người khi mọi người chuyển về nhà mới. Sau đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 là sẽ bao gồm là một phòng ngủ này, một phòng thờ và một sân phơi. Đấy, chúng ta quan sát ở phía bên trong đây trước. Đây là cái khu vực sân phơi của chúng ta đây. Đã có sẵn cái những cái đường ống chờ để chúng ta có thể là lắp đặt máy giặt. Đây là khu vực sân phơi. Và đây là khu vực phòng thờ. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Nó thiết kế ban công son ne rất là đẹp. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Tôi xin nhắc lại một chút là chính chủ cần gửi bán nhà 36m², xây mới 3 tầng tại tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà có hướng chính là hướng Đông Bắc. Có vị trí giao thông đi lại rất là thuận tiện và đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.720.000.000 đồng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ, hỗ trợ toàn bộ cái chi phí khi mà mọi người có nhu cầu cần vay vốn ngân hàng. Thì mọi người có nhu cầu cần xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm thông tin chi tiết thì có thể vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ like kênh và đăng ký kênh để theo dõi video mới của chúng tôi. Đấy, và tôi xin nhắc lại một lần nữa là chúng tôi sẽ, cái giá bán của chúng tôi là 1.720.000.000 đồng, là sẽ bao gồm toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ cho mọi người và đã hoàn thiện toàn bộ ngôi nhà. Đấy, tức là hoàn thiện hết toàn bộ cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống thiết bị vệ sinh, đèn điện, và mọi người chỉ việc chuyển đồ về ở thôi ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người.